Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây. Ơi à, từng câu dân ca, dù tôi vào giấc ngủ say. Cho nhau về nhà mẹ hỏi, ôi à, qua cầu gió bay nước xanh, người là nước trong xanh, ô tình là con cá lặn, ở cái duyên có ai ru ơi, lời ru theo tôi lớn lên. Trung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Máu đỏ da vàng, tôi là sông về Trung Bắc Nam, về nhà Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Sung vầy Trung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Chiều trái cảm ơn tụi con với phần mở màn có thể nói rất là nhiều sự tự hào ở trong trái tim của người Việt Nam của chúng ta. Trên sân khấu là bản đồ hình chữ S, là màu đỏ, là màu vàng và là giọng ca của tụi con. Xin mời cảm xúc của chị Ốc Thanh Vân trước ạ, bởi vì là em ngồi em quan sát là chị rất là xúc động và rưng rưng ạ. Xin mời chị. Tuyệt vời đúng không mọi người? Cảm ơn. Khi các con hát ở khoảng nửa bài, lúc đó cô quay sang nhìn cô Đoan Trang và hai chị em
làm như vậy đó. Tức là cảm giác giống nhau, tại sao hai bé này lại làm tốt đến như vậy. Các con hát không chỉ hay mà nó đầy cảm xúc, và ở trong cái giọng hát của con nó chứa đầy sự tự hào, một cái sự hào sảng của những người trẻ, những người còn rất trẻ nhưng mà trong họ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước, và nó thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Cái nội lực của các con nó được thể hiện một cách nó rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy cứ được nâng dần cái cảm xúc của mình. Nó đẹp và nó duyên dáng vô cùng. Cô thấy bạn nào cũng giỏi hết, bạn nào cũng có duyên hết. Các con chính là đại diện cho những cô gái Việt Nam của chúng ta trong tà áo dài với mái tóc dài này. Và con có thể đi khắp năm châu để nói rằng tôi là người Việt Nam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Chị Ốc ơi, các bạn nhỏ hát em nổi da gà, chị Ốc nhận xét em nổi da gà tiếp tục á. Tự nhiên cái sự tự hào trong mình nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ luôn. Thôi tiếp nối cô gái thứ hai ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, xin mời chị Đoan Trang. Cô xem tụi con tập này là tập thứ tư rồi, nhưng mà cô vẫn rất là khâm phục hai đứa, Cát Viên với lại Phương Nhi. Hai bé này là tách riêng ra là hai cuộc thi khác nhau. Cái điều mà cô vô cùng khâm phục hai đứa con là hai cái cá thể khác nhau. Mà vào trong đây, hai đứa con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ là mình hiểu là mình vào trong đây là hai đứa là sẽ làm một, cho nên phải hòa nhập với nhau. Và thực sự tính tới giờ phút này cô thấy hai đứa rất là thành công. Thành công ở chỗ có những cái đoạn lúc đầu hai đứa bung lực nhẹ đều với nhau, qua từ cái đoạn mà điệp khúc trở đi là phải đưa lên cao trào với cùng hợp với âm nhạc này kia, thì hai đứa con bung giọng ra để đẩy lên, và hai cái âm lượng đó ngang như nhau, qua phân bè tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Cộng với cái hình ảnh của tụi con tạo hình ngày hôm nay quá đẹp, đây là một tiết mục vô cùng thành công. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chắc chắn là anh Long Nhật cũng cảm thấy rất là ấn tượng và bất ngờ đúng không anh? Không biết là ngay bây giờ anh muốn chia sẻ điều gì với hai con? Cái thứ nhất là chú Long Nhật thương mến chào hai con, Cát Viên vậy là Phương Nhi nhé. Hôm nay hai con đẹp lắm, đẹp, đẹp cả hình ảnh, cả âm nhạc và cả cái thần thái, cái tâm hồn người Việt Nam là rạng ngời. Hồi xưa chú đi học á, thì chắc là chị Đoan Trang còn nhớ cô dạo dày là phải là tròn rọ và trong, tròn vành rọ chữ vành rọ trong, thì tất cả những cái yếu tố đó cả con đạt được hết rồi. Tròn vành rõ chữ và trong, cả con hát rõ lời rõ mồn một như vậy á. Bởi vì cả con nói về tất cả mọi người, nói về thế giới nghe, tôi là người Việt Nam, Việt Nam tôi đẹp như thế, tôi yêu Việt Nam và đất nước của tôi, chúng tôi là như thế. Cả con hát rõ rõ từng lời thì mọi người mới hiểu cả con đang nói gì, cả con đem cái thông điệp tốt đẹp và tự hào như thế. Mà cuối cùng cái bản đồ chữ S là sự thật là cả ba người ngồi ở dưới này là cảm thấy là muốn khóc. Một điều nữa, chú nói một câu rằng là chú yêu Cát Viên về Phương Nhi. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn ban giám khảo. Về nhớ coi lại trên YouTube nha, và chia sẻ với những người bạn của mình, bởi vì mình tự hào là người Việt Nam đúng không tụi con. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho Phương Nhi và Cát Viên. Xa đẹp hay là về ăn nhang,
lành khắp chốn nở hoa. Dung bồi mắt sóng mượt mà môi em. Đất lành khắp chốn nở hoa. Dễ thương quá, rất là thật thà, chất phác đúng không ạ? Rồi, lắng nghe cảm xúc của bà giám khảo nha. Chắc là mời chú Long Nhật trước nè. Một bức tranh về đồng quê rất là đẹp. Có một chút sự phân tâm thôi. Nhưng mà không sao, tại vì tụi con còn nhỏ mà đúng không? À, theo như chú biết là Kim là một nửa dòng mẫu là Hàn Quốc phải không con? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Mà nội của con là Hàn Quốc, mà ngoài của con mới là Việt Nam. Mà con hát về quê ngoài con dễ thương quá, mộc mạc, chân thành. Và con còn một cái tình yêu rất là lớn đối với Việt Nam. Trước hết là chú phải cảm ơn con rồi đã nè. Cảm ơn chú. Một gương mặt của Kim rất là sáng, đẹp trai, sáng sủa. Cái người nghệ sĩ bước ra sân khấu mà sáng đẹp là chiếm được cảm tình 50% này, các em có nhận không? Bước ra sáng bừng luôn. Và tới cái về miền Tây của Cẩm Tú, khi mà cái đoàn thuyền chèo ra và con ra con hát, nhịp nhàng đấu đỏ ngon lành. Và hai đứa bè bối cũng hết sảy luôn. Chỉ có một chút xíu phân tâm, Kim cũng bị phân tâm, là khi con ra con xúc động gọi mà con quên cái microphone, con quên cái micro trên tay đi. Con diện mà con hơi bị tại vì cái bám vào mic là quan trọng nhất, để cho nó rõ cái lời mình hát á, đôi khi bị uổng đi. Bị đúng đưa chứ hả? Bị cái mic nó chủ nhắc tất cả các thí sinh là phải nhớ bám micro thì cái âm thanh nó mới rõ ràng được. Cẩm Tú này, cái đoàn cuối mà khi mà con quên lời, con bỏ một hai chữ thì cô Đoan Trang này là tiếp đi thì con nhìn xuống con thấy cả cô Ốc Thanh Vân và cô Đoan Trang mà chú Lâm Nhật rất là thương. Sự cổ đỏ cá sĩ chuyên nghiệp cũng gặp, chứ đừng có nói từ là cả con. Nhưng cả con bỏ vất lờ qua, không quan tâm cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó nó đã quên một hai nhịp đó, một hai chữ đó, bỏ qua và hát tiếp. Và cả con đã làm được điều đó. Chú yêu cả con. Cảm ơn chú. Cô Đoan Trang nè, dạ mời cô. Thấy thương thiệt á. Đúng như chú Long Nhật nói là có những lúc các cô chú còn quên lời nữa mà huống chi tụi con. Cái như cô là cái bài tóc hát cô hát 1000 lần. Có một lần cô hát trong trường đại học, vừa sau, coi như là nhạc mới đầu mở lên, nhạc intro á, cô không thể nào nhớ câu đầu tiên là cái gì. Cô hỏi cưng cưng chữ đầu là chữ gì. Là cái bạn sinh viên hát giùm cô rồi, chữ đầu. Phân tâm là chuyện bình thường không? Dường như ai đó ngang qua lối về mình mới nhớ được cái câu kế. Mà người lớn mà quên á là quên trắng luôn con. Chứ không được dòng lại được như tụi con đâu. Coi như là lâu lâu nó xảy ra như vậy thôi. Cho nên cái đó là cái gọi là cô muốn chia sẻ, các cô chú muốn chia sẻ cho các con biết, để thấy là cái đó không phải là quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên mình phải tập trung nha con, mình phải tập trung. Cái thứ hai nữa là mình hiểu điểm mạnh của mình là gì, điểm cộng của mình là gì, là cái sự duyên dáng của mình, cái sự khác biệt của mình. Hoặc là cái việc mà mình có thể có vũ đạo cũng là một cái điểm mạnh của mình đúng không? Thì mình tập trung hơn những cái đó, tập trung hơn thì mình sẽ có cái khả năng mà thu hút được khán giả hơn. Cho nên cô chỉ mong là các con phải tự tin lên nha con, tự tin ở bản thân mình nghe chưa? Nếu như mà mình chưa được thành công trong tiết mục này thì tiết mục sau mình sẽ cố gắng hơn, vậy thôi, là tới một ngày mình sẽ đạt được cái thành công trong tay của mình nha. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang đã nhắc cái vụ này. Thôi bây giờ để gỡ điểm nè, bây giờ đây cũng là dân múa dân nhảy nè. Bây giờ con nghĩ thử một cái đoạn nhảy nào đơn giản, con thử thách ba giám khảo phía dưới mà làm sao mà nhảy được như con với cái nhạc điệu của cái bài dân ca miền Tây như thế này nè, là ngon lành được không ạ? Ba giám khảo nhận thử thách này không ạ? Vỗ tay động viên ba giám khảo cho em chứ. Trước khi chị Ốc chia sẻ cảm xúc của mình nha, bây giờ mình lên sân khấu luôn, mình làm cái bài tập này cho bạn cộng điểm. Nếu mà làm điều này để cho các con cảm thấy thoải mái hơn, nhất là đối với Cẩm Tú thì các cô chú sẵn lòng. Sẵn sàng. Yeah! Xin mời ba giám khảo lên sân khấu ạ. Rồi bây giờ là vũ đoàn bất đắc dĩ trên sân khấu rồi. Âm nhạc bắt đầu. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu
tình yêu thắm duyên mặn nồng. Rồi, phiêu, tự do. Đó, lên. Trời ơi, chèo đò. Anh lấy đò ơi, cho em lên với. Chèo vậy ở đi không cưng? Chèo vậy ghe đó có đi không? Đi xuyên, Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Thôi sẵn trên sân khấu rồi nè chị Ốc. Cảm xúc luôn. Trời với ơi, hai con nè. Nãy giờ bị chờ rồi. Đáng lý phải cho người ta nói từ bờ đồng quá tới đây. Đâu, ba đi chờ. Loại. Cho ta nói trước đi rồi nhảy. Không phải được. Nhiều khi lên đây cộng điểm anh. Để nói những điều hoa mỹ hơn cho các con nữa. Chị Ốc, sao chị? Kim, là con ở Việt Nam hay con ở bên Hàn? Con ở Việt Nam ạ. Tại vì cô rất là thích cái cách con phát âm. Tại cái giọng của con nó vẫn có một chút giọng nói của người Hàn. Mà khi con hát trong bài hát này nó đáng yêu kinh khủng luôn. Bài hát mà tụi con đã thể hiện thì cũng là những bài hát rất là quen thuộc. Ví dụ như Anh Ba Khía thì quá nhiều phiên bản rồi. Nhưng mà Anh Ba Khía mà phiên bản live Hàn Quốc. Yeah. Trời ơi, nó dễ thương, nó dễ cưng. Và làm cho mọi người rất là nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là một chút gì đó mà mình chưa tốt trong tiết mục này không là vấn đề gì cả. Và cô nghĩ rằng là các con đã có một tiết mục rất là đáng yêu ngày hôm nay. Chúc mừng các con. Yeah. Cảm ơn Cẩm Tú với Kim Si Bin đã giúp cho tất cả chúng tôi về miền Tây thành công. Chúc mừng. Bài hát ấy con mạnh mẽ phi thường, bài ở đây khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát đây con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta phương. Từ ngày đầu cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đời quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Chân dồn va trên đường gặp cảnh xa, bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời. Trong tim con
đoàn tàu cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Khép lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam, có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây. Ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Hồng Biển. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xuân nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới, cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á. Yeah. Nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm của các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dậu. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, trời ơi. Trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia. Mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi. Còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con, trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sù muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết đó là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát một cái là chú quay qua nhìn lại vì cô đoán ra về cô ốc rồi. Hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã nè. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hạt hay cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thánh quang sốt, rền, nậy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày. Nó dày mà nó ấm mà hai đứa bộ trợ cho nhau. Mà những cái đoàn mà truyền tâm đó, truyền tâm rồi một đứa ca, đứa bè rồi a theo mà đuổi nhau như vậy. Nó đã gì đâu, một cái bản phối hoàn chỉnh. Và tụi con bám theo Hòa Thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con, chú cũng nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi. Tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này nè, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó. Tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền. Rất là tinh nghịch, nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng, tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy. Mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chùa xa, vỡ trong chiều hoàng. Trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ơi. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoàng vắng. Tiếng sao của ai sẽ tan màn đêm sẽ mưa. Gió mùa về, gió mùa.
đông bắc về, đèn trên phố mở sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em chạy to. Và đó là Phương Nhi và Cát Viên. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không? Lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ. Phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô đang Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thật sự ngày hôm nay là với cái bài hát này, cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con, nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu, rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc. Và cái âm vực giọng rất là rộng. Có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện ánh mắt, thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn. Một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con, mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ, mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cả con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát, mặc dù tuổi đời của cả con còn rất là bé. Chú thương cả con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều, bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu. Cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt.
nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã, có lẽ là nó chưa có vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này, có cái một con nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc, và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á thì nó bổ sung lại cho các viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc, bởi vì đã để các viên là người vào đầu bài hát là nghe là hút ngay, và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán, tại vì hai cái đó nó giống nhau mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền, nhưng mà tụi con đã đổi màu nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Vẽ giấc mơ bằng những nén nhang dại khờ, bằng màu mừng ngây thơ về hôm nay. Tôi vẫn ngồi đây này, vẽ một đêm mưa say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén nhang thẳng hàng, chẳng một vòng lo tan. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mặc sức vương mình nên vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lòng đơn nhẹ tôi bay cao, vẽ lên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ lên nhanh quá dài, tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữ trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình ghép hoàn tất cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa vùng khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao như toàn tính. Vẽ những bức hoa hình vơi được nên màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ tôi đang ở đây và ôm nàng tôi hát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Bằng màu mừng ngây thơ về hôm nay, tôi vẫn ngồi đây đây, vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén ngang thẳng hàng, chẳng một vẻ lo tại. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mặc sức của mình để quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn mưa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đã trào dâng từ trong chiếc bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời. Bay lên cao, bay lên cao như cồn cao. Vẽ trong mơ bằng những nén nhang dại khờ, vẽ trong mơ vẽ thế gian
Cô đang trang đã wow lắm rồi, không biết là cô muốn chia sẻ ngay lập tức luôn không à? Xin mời cô. Quá là khó khăn cho các cô chú ngồi ở đây luôn á các con. Tại vì cái tuần này tiết mục nào cũng tốt hết á. Riêng với Văn Minh và Ngọc Dầu đã cho cô cảm thấy rất là yên tâm về một cái thế hệ mới. Thật sự giống như tên của con á, tụi con rất là văn minh. Tụi con nghe nhạc mới, tụi con rất hiện đại. Điều đó nó toát ra từ cái chất giọng của tụi con, cách tụi con xử lý cũng như là cách tụi con điều tiết sân khấu. Rất là hay, tụi con rất là có năng lượng trên sân khấu. Và tụi con như là tuần trước, thẩm âm vô cùng tốt luôn, nhịp vô cùng chắc. Hát bài lên tông 2-3 lần. Mà nhất là Ngọc Dầu con phải giữ vai trò là bè cho Văn Minh, nhưng đồng thời Văn Minh cũng phải giữ cái bè chính cho thật là chắc, để hai cái bè nó đi với nhau nó quyện. Còn chỉ cần một người rung rây là cái bè đó nó đi nó chênh liền. Trong chênh liền. Đúng rồi, hai đứa con tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn cô mà tụi nó còn bè cho nhau nữa. Đứa bè cao, đứa bè thấp. Trời ơi, hôm nay mà lộng lẫy dễ sợ nè. Để coi với sự lấp lánh của chú Nam Cường thì có đồng điệu hay không nhá. Mời chú. Không cần biết, thấy lấp lánh là tôi thích rồi. Nói chung là tiết mục này quá thích. Mà không hiểu sao mời tôi vô cái số gì đâu mà toàn là tiết mục hay, sao tôi chấm. Làm sao mà chấm đây. Khó nhờ. Không có một điểm nào chê từ đầu đến giờ các tiết mục của tụi con. Quá xuất sắc, mỗi bạn một màu sắc, làm cho cái số ngày hôm nay là tưng bừng khói lửa luôn. Dạ. Với cái bản mashup này thì đúng như cô Đoan Trang nói là hai bạn hát hòa quyện với nhau. Và đặc biệt là nam nữ nữa. Rồi nghe là nó còn có sự thú vị hơn là hai nam hoặc là hai nữ vậy á. Cái màu giọng khác nhau. Dạ, Văn Minh giọng rất đàn ông nha. Đúng rồi. Rất là hay và rất là chắc. Còn riêng với Ngọc Dào, con tuy là bè cho bạn nhưng mà con không hề bị lép vế. Đó, có nhiều người bè á thì cũng ham sợ là mình bị lép, hát bự lên xong cái lấn át luôn giọng chính, hoặc là sợ nó không hòa quyện cái lo hát nhỏ lại. Cái cuối cùng á, người bè là cái người khó, vừa hát bè thẩm âm nó khó mà vừa phải cân chỉnh làm sao cho hòa với cái giọng chính đã khó. Mà ngày hôm nay Ngọc Dào làm điều đó quá xuất sắc, chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Tuần thứ 5 rồi các anh chị ơi, các con phải làm như thế này để bứt phá ở những vòng thi loại trừ. Cho nên là các cô chú cứ yên tâm bình tĩnh đi, chấm điểm cho tụi con. Cứ 10 hết cũng được mà cô chú hả. Chú Long Nhật ơi, cảm xúc ngay bây giờ với tiết mục này, xin mời chú. Về thanh nhạc là cô Đoan Trang và chú Nam Cường đã nói rồi. Nhưng mà cái không khí âm nhạc rất là quan trọng. Cái không khí và cái lan tỏa cái tinh thần đó có thể tất cả khán phòng, tất cả phim trường chúng ta như muốn nổ tung về hai con. Chú tự hào về hai đứa. Dạ con cảm ơn chú. Giật mình nữa. Có tập không mà sao nó nói đều dữ vậy. Không hiểu luôn á trời. Không, bởi thế mới nói là sự hòa hợp của các con đã là cặp đôi vàng mà. Đúng đó. Phải hợp từng cái câu nói, từng câu cảm ơn nữa. Nhưng mà phải cảm ơn những cái người đứng đằng sau để giúp cho các tiết mục này nó tuyệt vời. Đó chính là người thầy của tụi con, đúng không? Người hòa phối khí nữa. Một tràng hỗ tay cho thầy Phú Luân và Phạm Hồng Biển. Cảm ơn hai thầy. Lộng lẫy xinh đẹp, nhận được quá nhiều lời khen rồi. Một tràng hỗ tay nữa đi vô trong chờ kết quả nha. Xin được chúc mừng hai con. Trắng sai cánh mây quanh cánh đồng xanh.
say đắm say thương cánh cò. Tiếng đàn tôi tính tang tang tính tang. Bài hát du em đến trường. Bài hát du em một thời mộng mơ. Có bay có bay núi cao biển sâu biết đâu có về. Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống. Con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà. Mà cái trường độ cao độ của con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quảng trầm đẹp quá. Và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết. Rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động. Và chú rất là, chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn Giang Thảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc. Chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là từ ở trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nó nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi. Về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái đi gì tìm á, cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc mà. Tối lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định
cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Loay hoay trong đường dối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp. Chỉ mình tôi vô vọng trong những mối suy tư, soi gương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp? Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho họ thấy tôi là ai. I see the light. Music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên. Để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul and your soul. Muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Nhưng ngày qua tôi nhận ra âm nhạc đã cho tôi ánh sáng soi lối đi. Trong những rối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp trong vô vọng. Nhưng môi suy tư rồi hương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp? Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho thấy tôi là ai. I see the light. Music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên. Để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul and your soul. Muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Và đó chính là Phương Nhi và Khắc Vi. Thank you dancer. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ô rất nhiều. Wow, lại một lần nữa lột xác đúng không ạ? Lần này thì chú thấy là tụi con nhảy tưng bừng quá, sôi động quá. Chú Huỳnh Lập, cảm xúc của chú như thế nào ạ? Chú đoán là những dòng chú tụi con không phải là màu này, không phải là một cái sự sôi động. Rất là nhẹ nhàng đầm thấm. Quê hương nét đẹp, quê hương có, bà lát có, ma mị tí xíu có. Nhân gian đương đại có. Có thể là đa dạng được cái dòng nhạc của mình. Nhìn vào chú thấy được sự tươi mới, sự hào hứng của tụi con khi mà tụi con được hát những cái thể loại nhạc mới á. Nhưng mà nó do là nó mới quá nên đâm là chú thấy tụi con chưa có thực sự bùng nổ nữa. Chú còn tụi con quậy hơn miếng nữa. Tại vì mình đang rất là năng động rồi đúng không? Quay lên, quay cuồng lên một chút xíu, cháy bỏng lên một chút xíu thì nó có thể thể hiện được cái tinh thần tuổi trẻ của mình hơn. Tại vì chú thấy rằng là tụi con có được cái sự tự tin khi mà tụi con được
song ca chung với nhau. Và chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục rất là tưng bừng cho cái sân khấu này. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn giám khảo Huỳnh Lộc. Xin được mời giám khảo Đăng Trang ạ. Xin mời chị. Càng nghe thì cô càng thấy bé Phương Nhi ấy nha. Cái chất giọng của con rất là giống giọng của một ngôi sao ca nhạc người Thái Lan cái thời từ mười mấy năm về trước mà cô hay nghe, đó là Tata John. Cái giọng rất là giống Tata John. Rất, nó có một cái gì đó nó rất là gợi cảm và nó rất là trong sáng nhưng mà vô cùng hiện đại. Đó. Với bé Viên á, ngày hôm nay cô hơi lo cho con chút xíu là con hơi mệt. Có một vài cái nốt lên cao bị vỡ phiếu. Hơi bị vỡ chút xíu. Nhưng mà cái đó là quay hình mà quay tới giờ đêm, các cô chú nhiều cũng khi mệt. Cũng còn mệt. Huống chi các con như vậy là cô thấy cô rất là nể luôn á. Quá giỏi rồi. Cô rất là nể tụi gặp con. Gặp chú là chú lên đó chú nằm đó chú ngáp. Cho nên là vỗ tay động viên cho các con với những thí sinh tiếp theo luôn. Nhưng mà cháu Minh Sù hỏi nhỏ một câu nè, tập nhảy lâu không? Dạ con mới tập ngày hôm qua. Mới nhảy hôm qua thôi mà hôm nay nhảy vậy rồi. Chính vì tụi con có cái thời gian mà tụi con học nhảy nó ít quá nên đâm nó bị chi phối của tụi con về giọng hát á. Bị phân tâm nhiều thứ quá. Giống như là khúc đó mình hát mình định xử lý giống như vậy nè. À quên, trời khúc này là mình phải giang cái chân qua vậy, cái mình quên vụ xử lý ở đây. Nó vậy đó, nó chi phối rất là nhiều. Nhưng mà cũng một lần nữa cho thấy là một cặp đôi ẩn số đó. Không tại biết vì... là nếu như có cơ hội vô vòng sau là làm tới thể loại đó, gì nữa đây. Tại vì qua mỗi tuần là các con mang lại một cái sự trình diễn vô cùng là mới mẻ. Cho nên một tràng pháo tay dành cho bé Nhi và Viên. Cảm ơn. Mà đúng thiệt là cái này là giống như về đích đó chị. Để có thể lựa chọn ra 5 cặp đi tiếp, một cặp phải dừng lại. Cho nên là các bạn phải cố gắng hết sức, có nhiều bung hết để thuyết phục. Và chú Minh Sù phải nói là tụi con quá là hay, quá là giỏi rồi. Xin mời ý kiến của giám khảo Long Nhật ạ. Xin mời anh. Phương Nhi, con là người Lâm Đồng hả? Dạ. Con loại dòng Hà Nội á. Dạ đúng rồi ạ. Ba thì là Quảng Trị, còn mẹ là Nghệ An. Ba Quảng Trị, mẹ là Nghệ An. Nên là hèn gì, tại vì chú hỏi như vậy là bởi vì chú thấy cái chỉnh tạ của con rất là chính xác luôn. Cái chỉnh tạ nó quan trọng lắm. Khi nào mình hát dân ca Nam Bộ là mình phải hát rặc tiếng Nam. Hát dân ca Huế như chú Long Nhật là hát rặc tiếng miền Trung. Còn nếu mà Nghệ An của con á là ơi, chứ hai tay mà em bưng cài rộ, chỉ tay anh thôi cắt cổ con dê. Có phải không con? Dạ đúng rồi. Thì chú nói như vậy là bởi vì cái chú yêu cái dân ca Việt Nam, mà chú yêu cái âm sắc của từng vùng miền, thì con có cái chỉnh tạ nó chuẩn xác. Nên cái con hát con thuyết phục chú hoàn toàn. Hai con xinh lắm, cười đẹp quá trời nó. Nhưng mà hôm nay chỉ là con chỉ chống trên một chút xíu cái đoàn phiêu lên cao trên cái quảng cao thôi. Nhưng mà đó là live ha, mình hát live phải không Trang? Hát live thì nó hơi chống trên một chút xíu như vậy không sao. Lúc nào mà mình chuẩn xác là cái đó là phòng thu rồi. Còn live chỉnh những cái chống trên những cái trầy xước nhỏ xíu như vậy thôi, nó tăng cái sức hấp dẫn. Và cái tiết mục hôm nay chú rất là yêu hai đứa con. Cảm ơn hai đứa con nhiều lắm. Cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là tuần này tụi con đã một lần nữa khiến cho tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo cảm thấy bất ngờ về tiết mục của tụi con. Cố gắng lên nhá. Nếu như có cơ hội, một tràng hối tay cho Phương Nhi và các Viên. Một gia đình yêu thương
em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ. Một lời ru sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước chân sao nhớ nhớ đêm lạnh thầm bước trong đêm. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Và trẻ em yên ấm trong lời ru tha thiết từng đêm, ấm áp trong những mái ấm gia đình chỉ có yêu thương. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nâng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Sầu lo toan làm sao vơi đi mọi nỗi đau. Bạn ơi chung tay ta hãy giang tay xua tan đi bao nỗi sầu, để cho bao nhiêu em thơ cũ già mỉm cười nhìn ngày trôi qua. Để cho bao nhiêu em thơ cũ già. Xin mời chú Huỳnh Lập. Chú không biết là những dòng trước tụi con có những cái màu sắc gì? Chắc là trẻ trung hả? Dạ, tụi con hát rock. Dạ, tụi con hát rock. Ồ, hèn chi. Cái giọng của Nhật Minh á, rất là khỏe luôn. Nhưng mà chú có hơi lớn cấn nhẹ một chút xíu thôi. Cái giọng mình khỏe thật. Và khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng mà mình bắt đầu phô cái giọng hát của mình ra, nó bị khỏe quá, cái đâm ra cái nó bị hơi bị mờ cái bạn hát chung với mình. Chú mong là mình có một sự hoàn thiện hơn được một chút xíu. Và khi mà chú nhìn hai con á, có lẽ là cái phong cách này là cái phong cách tụi con chưa có được tự nhiên với tụi con lắm, đúng không? Chú cảm giác rằng là tụi con chưa thật sự thoải mái lắm, thả lòng mình ra cho nó tự nhiên hơn. Chú đang cảm thấy là tụi con hơi gồng khi mà tụi con được hóa thân một cái nhân vật gì đó để hát cái bài này. Mai mốt mình thả lỏng cơ thể mình ra chút xíu cho nó thoải mái hơn, để những cái hiệu quả và những cái mong muốn của mình trong cái giọng hát và cách xử lý nó sẽ đến với khán giả 100% và trọn vẹn hơn. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Cô hoàn toàn đồng ý với chú Lập ở cái điểm là tụi con chưa thoải mái lắm. Nhất là Minh thoải mái ra hơn trong tất cả những cái bài biểu diễn của mình ha con ha. Hai bài hát mashup lần này cũng rất là hay. Kỳ này là Minh cũng được tập hát bè rất là nhiều. Hát bè, cái phần bè thấp, nhịp bè thấp rất là khó. Rồi có những lúc con lại nhảy lên hát chính di bè cho con, đúng không? Trong cái quá trình tập luyện tụi con cũng phải tập luyện rất là nhiều để quen thuộc những cái giai điệu không phải là dễ hát. Chúc mừng tụi con. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang ạ. Tiếp lời xin được mời giám khảo Long Nhật ạ. Cái phần thanh nhạc của cả con cả làm tròn lắm, nhịp nhàng vững vàng đấu vào đấy, và cái bè bối cao độ trường độ chuẩn xác. Có một đoạn xuống thấp đó chú hơi lo lắng cho mình, xuống không tới là mất chữ, nó uổng lắm. Nhưng mà rõ ràng con xuống baritone xuống rền rõ ràng,
rền ấm. Còn cái phần diễn xuất như cô Đoan Trang và chú Hình Lập nói, còn con hơi bị chưa tập trung một chút xíu, nhưng đó là áp lực của chương trình thi cử, chú hoàn toàn thông cảm về điều đó. Dạ con cảm ơn chú. Thật sự phải nói là cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai bạn nhỏ Ngọc Nhi và Nhật Minh đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Xa là ta cùng nhau vươn xa. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Yeah. Chubidu-papa, chubidu-papa, pa-pa-pa-pa, chubidu-papa, 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 pa-pa-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa, 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 pa-pa-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa. Tôi cũng ước mơ nhiều lắm, xin lỗi sau nhiều năm. Tôi cứ khi tôi còn muốn chứng minh rằng không khác còn ai bằng. Nhìn trong ngày ý chí kiên tôi cứ đợi thêm phi thường. Đừng lo gì sẽ có những gì trên đường dài tôi đi. Tôi thấy như đang bừng sáng chỉ trái đêm Việt Nam. Tôi làm những con người giống nhau xây để nâng đỡ nhau không rời. Vì trời bao la bát ngát đây mà chúng ta vẫn một nhà. Kề vai nhau giàu có xa lạ ta cùng nhau vươn xa. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng. Cho tôi hỏi một câu, ủa thi chung kết hay gì? Đất ơi, cái gì mà có bao nhiêu chiêu trò đem ra hết luôn á. Bày sẵn một cái bữa tiệc âm nhạc cực kỳ là thú vị và hấp dẫn. Tinh thần của những người trẻ là như thế này. Thật sự là thăng hoa. Để cho các cô chú ở đây có được cái cảm giác thăng hoa đó là do chính bản thân hai đứa con. Cách hát của mình á, con hát rất là hiện đại. Con hát cái kiểu bẹt bẹt cái kiểu của người nước ngoài á. Rồi, à, thằng bóng đá mà. Thằng bé hát lạ quá. Đúng rồi, bóng đá đó. Da màu đó, hơi da màu đó. Người ta làm rất hay, em làm rất ghê nha. Làm
như con dê á. Như con dê luôn á. Đó là cái sự lôi cuốn để cho người ta nhìn thấy cái nét riêng của mình. Còn với Ngọc Dầu cũng vậy, lúc nào con ra sân khấu con cũng cho cô nhìn thấy một cái năng lượng của con. Con biết không, cô nhìn thấy được cái được bản thân mình ở trong con là những cái gì đó, một cái thời của mình ra sân khấu hát là mình phải, sân khấu là của mình, là muốn khán giả là của mình. Một em bé mới có mười mười mấy tuổi mà các con đã làm được điều đó rồi. Một cái thế hệ mới rất là tiến bộ, đôi tiên một tương lai tươi sáng. Đúng rồi. Dạ con cảm ơn cô. Ngọc Dâu, con đẹp quá trời đi. Con xinh lắm. Và con có một cái năng lượng tràn ngập cả cái sân khấu này. Cái giọng của Ngọc Dâu hay đẹp. Và con hát con tin, con yêu cái câu chuyện con đang làm. Ở hai con nó có một cái, luồng điện đó, có một cái từ trường đó à, và chạm để hết tất cả những trái tim đang tan chảy trong ngày phim trường này. Còn mình có 13 tuổi thôi mà con mến quá trời, con nhảy. Con làm cứ như là Quang Hải vậy á. Con làm như là con làm như Quang Hải vậy, con đầy đi con đi, con nhảy mà như là một cái cầu thủ thuần thục trên sân bóng. Và cái giọng hát của con nó chắc rền ẩm. Nói chung là tuyệt vời, hôm nay chủ trao điểm quá cao luôn. Trời ơi. Cảm ơn chú. Sao hôm nay tiết mục nào cũng cao hết trơn luôn á. Tiết mục nào cũng cao hết trơn, khó chậm quá trời nữa nè. Khó quá đây nè, lập nào vui em. Quá rồi, giờ tôi chê cho bớt vui nè. Chú nói đùa thôi. Ban đầu bạn nghe cái bài hát này là liên quan đến bóng đá rồi, ồ lát chắc nữa chắc có nguyên một đội bóng ở trên đây. Anh cũng nghĩ vậy luôn. Tầng bóng này như thế nào đó, nhưng mà không có gì hết. Chỉ có đúng hai đứa con luôn á. Tụi con quá máu lửa đi. Và cái quan trọng nhất đó chính là cái không khí của bài hát. Cái này là thể loại nhạc nó mang tính xã hội. Là tự nhiên cái niềm tự hào của mình nó nở ra con. Nó tràn lan cả khắp cái sân khấu này. Mà nếu như mà ai đang xem truyền hình á thì nó sẽ còn tràn lan rộng hơn nữa. Và đó là cái thành công của tụi con. Bên cạnh đó tụi con biết xử lý. Nào là beatbox, nào là rap. Ô trời ơi beatbox. Chú mê lắm. Chỉ chú biết được không con? Con. Wow. Quay, từ thôi. Từng nốt một thôi, mình học vỡ lòng ơi, mà, căn bản thôi. Chết rồi. Ôi, rồi, mời chú. Ok. Nghe biết không? Ờ, chết rồi. Chết rồi. Uống hết cái tay rồi. Rồi. Hư video ta rồi. Tụi con quá giỏi. Đó là một cái mà chú rất cần. Và bản thân chú cũng cần ở chú nữa. Sự đa dạng. Chú có lời khen tặng tụi con cao chót vót luôn. Tuyệt vời quá. Con cảm ơn chú. Chúc mừng tụi con. Con cảm ơn các cô chú. Rồi, yeah. Sách đến chùa, ngồi bên cạnh con trai.
Và đó là Ngọc Nhi và Nhật Minh. Thank you dancer. Xin mời cảm ơn một đàn ô. Trời ơi, bao nhiêu cái tội hồi xưa đi học là kể ra đây hết, không có sợ thầy cô la hả ta? Dạ không, có làm có chịu chú. Trời ơi, coi thấy giỏi ghê chưa. Trời ơi, sao vậy Trang? Mình đem bất kiến vô mình coi cho kỹ luôn hả? Dạ. Em ơi, em thấy sao em? Em thấy cái váy giống em. Ừ đúng rồi, váy xếp ly luôn nè. Dạ, bạn em mà. Đồng trang lứa, học chung lớp không? Dạ, chung lớp, phong em. Ờ, phong bạn. Trả lời đi con. Có học chung lớp với cô Trang không? Dạ có, bạn con luôn. Thấy chưa? Trời đất ơi, muốn lấy điểm hay cái gì đây nè. Mà bạn mà sao không rủ mấy bạn lên cùng nhảy với nhau luôn. Bởi vậy cưng phải kêu MC là chú á. Dạ chú. Ê. Chú, con thấy mấy bạn của con biểu diễn ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Chú thấy chú không chưa chú? Hỏi con, chú chưa hỏi con nha. Con ngồi yên đó, con quậy lắm. Bạn bè con quậy này là chú biết là con quậy theo rồi đó. Thôi chắc là chị Trang với lại anh Nam là nhường cho Vân Trang nói trước đi ha. Tại giờ chú mới hỏi con hả? Mời con á. Dạ giờ con không thích trả lời nữa, hồi nãy con đang hứng thì chú không cho con nói. Quê rồi. Thôi chú xin lỗi con, tí nữa tặng cho con bịch cốc ổi mi ghim. Dạ mà giờ con hết biết nói gì rồi. Trời. Không, tại vì thật sự là tiết mục hay quá, con mắc coi á, cái con quên là con phải nói cái gì luôn. Thế giờ con mê nhất là cái phần nào trong tiết mục này? Con mê nhất là bạn Nhật Minh ngồi á, khi mà bạn gái hát á là ngồi kế một thằng con trai, là bạn ấy ngồi cái tướng rất là men. Dạ, ngồi phải giãn chân ra như vậy thì mới men này nha chú. Không phải, tại chéo không nổi, dướng cái đùi to lắm. Cái này là giảm cân dữ lắm mới mặc được cái size này nè. Dạ. Con là con mê tiết mục này lắm, bởi vì khi mà nghe xong rồi á thì mình cảm thấy giống như là mình quay lại cái thời mà ngày xưa mình đi học vậy. Cái trò nào cũng có chơi hết, cái quan trọng nhất là mang lại cái cảm xúc cho cô Trang cảm thấy là mình rất là thích tiết mục này. Bây giờ tiết mục này ở đầu tiên luôn, thành ra là không biết giờ cho nhiêu điểm nữa. Mình có thể cho 10 hả tụi con hả? Dạ. Trời, mê lắm, nói 10 cái là mê dạ liền hả. Cái điểm số tí xíu nữa chúng ta sẽ biết sau. Thế thì bây giờ là cô Trang còn muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ hết rồi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Dạ tiếp theo chắc là mời chị Đoan Trang ạ. Chú Hoàng Nhật Nam là ba số vừa rồi chú đi công tác, chú không có ở đây cho nên bây giờ mình nhường cho chú nói trước đi. Đúng ha, rồi ạ. Ha chú Minh ha. Dạ vâng ạ. Coi chú cảm nghĩ sao? Là ba tập phát sóng trước là chú đã vắng mặt, nhưng mà chú vẫn có theo dõi. Và hôm nay trở lại sân khấu này với cái tiết mục mở màn này thì chú rất là vui. Với cái vai trò gọi là mở màn thì Nhật Minh và Ngọc Nhi đã làm tròn vai, gọi là mang đến một cái không khí rất là tưng bừng, một cái lớp học vui nhộn luôn đó. Và trong cái phần này chú thích nhất đó là một cái bài hát vui nhộn có những cái tiết tấu và mình nhảy cùng với vũ đoàn nữa. Hai con rất là thuộc bài, nhớ bài. Và đặc biệt là chú thích nhất là thái độ trên gương mặt của các con, lúc thì nhìn qua nhau, lúc thì nhìn khán giả vân vân. Đôi khi kinh kỵ với nhau hoặc là chọc nhau, trêu ghẹo nhau, tụi con đều làm ra hết. Nhật Minh á là con hơi tròn một chút cho nên là những cái điều nhảy của con á nó rất là đáng yêu, thể hiện con đã tận dụng cái lợi thế hình thể của mình để mà trở thành một cái điểm đáng yêu đó. Thì đó là cái điều mà chú rất là thích. Chú chỉ nhắc Ngọc Nhi một chút ở cái phần trầm á, cái phần trầm của con đoạn đầu thì con hát cũng rất là rõ, nhưng mà có một số từ thì do trầm quá hay sao đó thì con chú ý để mình phát âm cho nó rõ hơn thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đối với chú là hai con hôm nay đã rất là giỏi rồi. Dạ, chúc mừng hai con. Cảm ơn thầy. Dạ giờ mời cô nè. Cô cũng rất là đồng ý với lại những cái ý kiến của chú Hoàng Nhật Nam và cô Vân Trang. Các con có một cái phần mở đầu rất là vui, làm cho mọi người nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa đi học ha, rất là đáng yêu. Cái tuần này thì ngoài cái giọng hát vẫn rất là mạnh mẽ của hai con ra rồi, điều đó là điều không ai có thể mà không nhận ra. Tuy nhiên là vẫn thiếu những cái phần bè khúc cuối, làm cho cái phần đồng âm nó sẽ xảy ra cái việc là hai cái giọng đồng âm cỡ nào đi chăng nữa thì cái năng lượng vẫn khác nhau, thì có một vài cái phô của một bạn nào đó ở những cái câu cuối thì nó sẽ lộ ra đó, nó mất đi cái hiệu quả của mình. Cô hy vọng là các con sẽ hiểu cái điều cô nói cho cái tiết mục sau của mình nha. Chúc mừng hai con. Dạ cảm ơn cô. Mở màn vậy là quá sung rồi, trao tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Dạ cảm ơn. Thank you.
hãy ghé về vầng trăng, chẳng có sao hơn nào. Thấy ghé về cơn mưa trên đồng ruộng bao la, vầng trăng vàng lúc bớt ai mang sẽ làm đôi. Cơn mưa từ câu hò chập chờn cánh cỏ bay, cũng có một phần trăng nhưng sao thầy không ghé. Những đêm ngôi soạn bay ánh trăng lùa khuya khoát và dài những cơn mưa, thầy ơi sao không kể Thật sự là bây giờ đứng đây thì mới hiểu được cái vấn đề là tại sao thầy cô mình hồi xưa có nhiều điều mà đâu kể, đâu có nói ra được đâu. Giống như bố mẹ của mình vậy đó. Hồi xưa là tụi con còn quậy phá nè, đúng không? Còn tinh nghịch nè, vui chơi thôi. Chứ có những cái điều mà tụi con cũng chưa có thể hiểu được hết tất cả những gì mà thầy cô mang lại cho mình. Bài hát là những điều thầy chưa kể vừa rồi. Minh Xu thấy là chị Đăng Trang rất là xúc động luôn. Hình như bài hát này chị cũng đã từng thể hiện đúng không chị? Có thể là ký ức rất nhiều quay trở lại trong cảm xúc của chị. Cô đã từng hát bài này rồi, hát rất nhiều lần. Nhưng
cô không bao giờ hát cho trọn vẹn được nguyên bài hết. Tại vì hát có mấy chữ là đứng khóc, không hát được. Bởi vì trong cuộc đời của cô có hai người thầy. Một người là thầy hiệu trưởng của trường cấp 2. Thầy cũng là bạn thân của ba của Đăng Trang. Và thầy rất là thương Trang. Cho tới một cái ngày thầy bị bệnh ung thư, thì thầy sắp mất. Cái lúc mà ba đi vô trong bệnh viện thăm thầy, lúc mà thầy gần như là tắt thở, mà thầy vẫn nắm tay của ba. Thầy nói là, nói con Trang năm nay thi tiếng hát truyền hình đi, và nếu thi thì đừng có hát mấy cái bài nhạc cổ điển nữa, cứ hát đúng những cái bài mà ngày xưa tới giờ nó đam mê. Thì khi mà ba kể điều đó cho mình nghe, phải nói mình rất là xúc động. Và Trang cũng đã nghe lời thầy. Cái năm đó Trang đã thi tiếng hát truyền hình và đã hát những cái bài hát theo đúng cái mong muốn, cái sở thích của chính mình. Thì lúc đó cô đạt được giải nhì. Và từ cái giải nhì tiếng hát truyền hình đó, nó mang lại cho cô Đăng Trang một cái con đường ca hát chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Và một cái người thầy nữa đó là thầy hiệu trưởng của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là thương sinh viên. Tới bây giờ là thầy đã gần 90 rồi. Thầy đã 88, 89 tuổi. Nhưng thầy vẫn nhớ tên của Đoan Trang. Và tới bây giờ mỗi ngày thầy vẫn đến trường, đến cái ngôi trường Hooflit đó, và vẫn mặc cái bộ trang phục thầy giáo đó đến trường, rồi đến để đi về như một cái ký ức. Thì khi mà các con hát cái bài Những điều thầy chưa kể đó ra, làm cho cô nhớ sâu sắc tới hai người thầy ở trong cuộc đời của cô mà như là người cha của mình. Ngoài cái việc mà cô vô cùng xúc động là cái cảm xúc của cô dâng trào ra, thì cô lắng nghe các con hát rất là kỹ. Phải nói là đây là cái tiết mục quá đẹp. Từ dàn dựng những cái tờ giấy và cái bảng đen, các con viết một vài cái lời bài hát của Những điều thầy chưa kể, thì giọng hát của con là một cái điều vô cùng thành công trong cái tiết mục này. Bởi vì hai con hát quá đều, quá đẹp, hát rất là mềm mượt nhưng mà vẫn rất là mạnh khỏe. Và đặc biệt là những cái phần quảng bè rất rất là hay, rất là đẹp. Cô chúc mừng các con một cái tiết mục mà từ đầu tới giờ phải nói là đối với cô tròn trịa và thành công nhất. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang. Và em tin là không chỉ riêng chị đâu, tất cả chúng ta, tất cả quý vị khán giả xem truyền hình ở nhà, thì khi mà lắng nghe hai bài hát này cũng nhớ về người thầy của mình rất là nhiều, với những cái ký ức riêng. Thế không biết là đối với Vân Trang thì sao ạ? Xin mời em. Chào hai con. Thật ra là một trong những lý do mà cô xin được ngồi có mặt ở đây là để muốn nghe trực tiếp tụi con hát hơn là nghe qua truyền hình. Bởi vì cô xem những cái tập trước thì phải nói là mê hai đứa lắm. Cái chất giọng truyền cảm tới như vậy thì không phải ai cũng có được. Mà tụi con lại gặp nhau, tụi con đã lại là một cái cặp đôi nữa, thì giống như là cá gặp nước vậy đó. Mình thỏa sức mà mình tung hoành với nó. Thì ngồi ở dưới này nghe tụi con bỏ từng chữ, tụi con xử lý từng chữ, nó hoàn toàn khác với những người khác mà cô đã từng nghe. Cô cảm thấy là một cái bài hát không phải cái giai điệu nó hay không, mà là cái thông minh ở cái cách cái người hát, cái người xử lý cái bài hát đó làm cho chạm tới trái tim của những cái người ngồi nghe thì mới là quan trọng. Cho nên là ngày hôm nay cô thật sự cô rất là phục hai con. Hai con vẫn giữ vững cái phong độ của mình từ những cái tập đầu tiên trong chương trình Cặp Đôi Vàng cho tới bây giờ. Và cô hy vọng là con là một trong những đối thủ rất là nặng ký cho tới vòng cuối cùng luôn. Cảm ơn hai con rất là nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn cô Vân Trang. Chắc chắn là đạo diễn Hoàng Nhật Nam có rất nhiều những chia sẻ ngay bây giờ. Xin mời anh. Cô Đoan Trang đã được dịp thổ lộ thì chú Nam cũng nhờ cái bài hát này chú cũng nhớ đến những cái người thầy của mình. Và chú vẫn nhớ chú ở trong đội tuyển chuyên văn á, và năm đó là chú được giải nhất văn toàn thành phố Đà Nẵng. Chú học trường Phan Chu Trinh. Và trong một đám con gái luôn thì chú là duy nhất là một người nam mà học chuyên văn đó. Cho nên là cái năm đó chú được chọn để đi thi Thành phố Hồ Chí Minh trong cái giải Olympic á. Cái tháng mà thi đó thì chú bị sốt siêu vi, và người ta chích thuốc thì chú bị sốc thuốc rất là nặng luôn. Và khi mà sốc thuốc đó thì hầu như là chú bị giống như là bị bất tỉnh, mê man luôn. Và lúc đó thì người ta phải cấp cứu. Và lúc đó thì thầy mới đến, thầy mới nắm tay, thầy nói là thầy mới hỏi với ba mẹ chú là không biết Nam nó còn đi thi được hay không, vì bây giờ không còn ai thay thế được hết. Đó thì lúc đó chú vẫn mê man mà chú vẫn cứ nghe cái tiếng đó thôi. Nhưng mà một ngày rồi hai ngày sau thì cái ngày mà đi thi thì chú bình phục lại. Và ngày hôm đó thì chú lên cái toa tàu lửa để đi từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chú vẫn rất nhớ cái sự lo lắng của thầy. Và sau gần đến 15 đến 20 năm thì chú mất liên lạc với thầy. Và
được liên lạc lại với nhau trên Facebook. Thì nói chung là rất là nghẹn ngào và thầy trò gặp lại nhau và cảm thấy vô cùng là nhớ những cái năm tháng đó. Và chắc chắn trong cuộc đời của mỗi người thì chúng ta đều có thần tượng và có những cái người thầy theo suốt mình như vậy. Và hôm nay hai tụi con hát, chú thích nhất là cái phần bè trong cái bài hát này. Cái phần bè của hai con á, cao, đẹp và nghe mình cảm thấy rất là nhói lòng mà nhớ rất nhiều đến những cái gì mà nó thuộc về xưa cũ. Cái lợi thế của hai con đó là đồng thanh, đồng thủ, về cả hình dáng, về cả sự xinh đẹp của cả hai con, về cả giọng hát nữa. Và chú rất mong rằng là với những bài hát nó đã thấm, các con sẽ hiểu những bài hát này, ý nghĩa của nó. Các con rồi sẽ lớn, các con sẽ có một ngày như cô Đông Trang hay là như cô chú ở đây nghe những bài hát này, tụi con sẽ hình dung trong đầu mình đã có những người thầy như thế. Chúc mừng hai con về tiết mục quá sức sâu sắc vừa rồi. Dạ, cảm ơn chú. Trên môi niềm hạnh phúc luôn ở bên em.
gian cho em lại ước mơ. Lại một ngày tan cho em lại ước mơ. Nhìn tụi con thì chú thấy là thứ nhất là nóng vì mặc đồ mùa đông, trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta thì cũng không khí châu Á còn thì cũng hơi nóng nhẹ ha. Cố gắng lên, chắc là được cộng điểm hả chị Trang ha. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào với tiết mục này ạ? Cô vẫn rất là thích cái phối hợp của hai đứa con. Nó rất là nhẹ nhàng mà cái giọng hai đứa con hòa quyện với nhau hát nghe rất là dễ chịu. Mà một trong những cái điểm mà khiến cho người ta nghe cảm giác nó hay hơn, nó dễ chịu hơn, đó là luôn luôn muôn đời phải có bè. Bài này tụi con bè rất là tốt, các viên bè cho bé Nhi tốt quá. Tại vì lại quay lại cái câu chuyện bè là cái bè của cái bài này không phải là cái bè căn bản, cho nên tụi con phải dùng một cái giai điệu khác hoàn toàn để mà hát như là một bài hát khác, giai điệu khác mà đi lòn cùng với nhau cái bè cao bè thấp rất là đẹp. Mà mình giữ được cái điều đó cho tới nguyên một cái đoạn điệp khúc cho tới cuối luôn, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái người hát bè mới là cái người quan trọng. Đó là các viên, ngày hôm nay con làm rất là tốt. Tuy nhiên thì Phương Nhi cũng có thể hiện được cái chất của mình qua những cái đoạn điệp khúc mà cái đoạn có những nốt cao. Và cô đã nhìn thấy được con là rất là biết cách gằn giọng, đưa cái nội lực của mình vào trong những cái nốt cao trào đó. Cái giọng cao là đã là một cái lợi thế cho giọng nữ của mình rồi. Mình có thể có được cái âm vực nó rộng để mình thể hiện được nhiều bài hát. Nhưng luyện làm sao cho nó mạnh khỏe hơn để thoát ra khỏi cái giọng thiếu nhi á, thì điều đó nó sẽ giúp cho con chinh phục được nhiều bài hát hơn nữa. Và ngày hôm nay cô đã nhìn thấy được cái điểm sáng đó ở con. Chúc mừng hai đứa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin tiếp lời xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Chú muốn nghe hai con hát lại câu cuối và cùng bè cho nhau. Lại một ngày tan cho em lại ước mơ. Mà hay cái là bắt vô liền luôn chị Trang. Bắt vô liền luôn, em phải dò đó, rất là khó. Ngoài cái hay đó là cái sự phối hợp của hai con trong việc hòa bè cho nhau, thì một cái thông điệp mà chú muốn nói đến đó là cái cách mà các chú giám đốc âm nhạc đã chọn bài cho các con. Có nghĩa rằng là cái ước mơ và cái điều mong muốn về cái sự bình yên cho những cái đứa trẻ, đó là một cái điều mà luôn luôn nhiều người mơ ước tới. Mà trong cái câu chuyện cổ tích mà cô bé bán diêm ấy thì quá tội nghiệp đúng không mấy con? Đó thì chỉ là ước mơ một cái mái ấm gia đình trong một cái đêm đông giá lạnh thôi, nhưng mà cái điều đó nó cũng khó. Cho nên là đó cũng là một cái thông điệp mà các con cũng sẽ, khi hát bài này các con cũng sẽ phải hiểu, thấu hiểu và cảm thấy trân quý hơn với cái tình cảm gia đình hoặc là những cái người thân yêu hiện nay mà các con đang có. Và quay lại thì hai con, chú rất thích là cái hình ảnh của hai con ở đoạn đầu khi mà đã choàng khăn rồi đội cái mũ len. Đó là cái điều mà chú cũng muốn truyền tải. Có thể hai con là hai chị em, có thể hai con có thể là hai người bạn trong cuộc sống, ví dụ vậy. Nhưng mà cái sự thấu hiểu, thấu cảm lẫn nhau và chia sẻ trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Và cái điều đó là cái thông điệp mà đẹp nhất của cái bài hát này. Và chú cũng chúc mừng vì hai con đã thả hồn trong một cái khung cảnh trong bài hát và thể hiện cái tình cảm dành cho nhau và đưa đến khán giả cảm thụ được cái điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Còn chú Gia Bảo thì sao ạ? Cảm xúc của chú ạ? Khi mà nhắc tới cô bé bán diêm á, thì thường là nó sẽ có một cái kết rất là buồn. Bản thân Remy, con gái của chú Gia Bảo á, mỗi lần mà nghe câu chuyện này là đều khóc vì thương cô bé bán diêm lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn cái ca khúc này là bởi vì mang một cái màu sắc mới cho cô bé bán diêm, là sẽ có một cái kết nó tươi đẹp hơn. Mà giọng của hai con hát cái bài này á, nó giống như là cái tiếng chuông ngân trong cái đêm Noel vậy đó. Nó rất là hay và rất là vang. À, thì chú Gia Bảo chỉ nhắc một chút nhẹ thôi, là ví dụ như về phần diễn, thì tại vì đây là cặp đôi là mình phải diễn là nó phải chung với nhau. Đó, thì hồi nãy có một cái đoạn là bé bên trái Phương Nhi. À, bé Phương Nhi á là đang ca mà đang cười, còn bé còn các lại viên. Là bé Cát Viên là lại đang buồn. Cho nên là hai cái trạng thái mình đang bị khác nhau.
thì mình phải nên đồng nhất với nhau là tới lúc nào mình sẽ cùng cười để cho nó tươi sáng, và cái lúc nào mình buồn là để thương cho cái thân phận của cô bé bán diêm. Chứ mình hát chung mà tự nhiên một người đang cười tươi quay qua người kia đang rất buồn thì nó hơi bị chưa có hay cái chỗ đó. Và một cái nữa là khi mà con diễn, con đụng, con rờ lên cái cây á, và cái cây khô mà nó lạnh giá như thế này là nó rất là lạnh. Ví dụ như mình diễn chút xíu, ví dụ mình rờ vô, mình có một cái vết còn lạnh, thì người ta sẽ tưởng tượng được là cô bé bán diêm cổ còn lạnh cỡ nào nữa. Đó, thì cái đó chỉ là một chút xíu thôi. Nhưng mà bù lại là đây là một cái tiết mục rất là hay. Mà phải nói là mới cái tiết mục thứ hai thôi mà thấy sợ rồi đó. Bây giờ ai hát cũng hay hết trơn á. Giờ không biết sao chấm điểm luôn. Dạ, đúng ạ. Những cặp đôi sẽ làm khó ban giám khảo. Và ngày hôm nay, tiết mục này, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Trong an lành chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loạn. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tan tác, vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lòng nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi biết sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương. Trời mây vang vang tiếng hò reo, mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng. Người yêu là nước mắt nhà tan, thương thế an dương vương đưa con gái yêu cùng ra đi. Họ không hề vượt Nam áo lông ngóng ra đường vẫn ghi. Mà rồi có đâu bước qua thu càng đến gần, rằng ngồi sau lưng
tình ý còn đây thân tháng trên dặm đường. Hỡi ơi nam hãy sầu thiên thu máu đào mỹ châu hoa tan sông bể xu trong thủy mỹ châu lời ai và một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Xù rất là bất ngờ. Nào xin lại đây nào con trai, đó đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi, xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay, các con có biết nó là gì không? Dạ là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy. Rồi có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đó không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi, là... Rồi nữa. Đó rồi rất trang là phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con, chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích. Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á. Con hay cái gương mặt giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại đó, thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn, hai con cũng đã thể hiện được. Và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên, tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất nó rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát. Đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con, và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công, bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca, và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước.
Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Tôi bao câu ca tuyệt vời, người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. Và đó chính là Đức Nguyễn và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đăng Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình, phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại. Cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa. Nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Thế không biết bài hát tình bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Và bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát thì chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc, mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa, đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy là đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á, nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị ạ.
Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết. Nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm, tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi. Đó thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bọ nhỏ của cả hai đứa, nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn, giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn chú luôn, giống chú luôn, chú luôn đó. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu, nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con và hy vọng là cái tình bạn này sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Cảm ơn chị ạ. Anh Nam, mà em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sao? Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu. Mà mình có cắt máu anh thề là không. Gì không em? Em thiếu máu anh. Nói nghe nè. Đó, bây giờ không được, cái này kỳ lắm. Bây giờ hai anh em thay vì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nhái lấy cái hột xoàn. Tí, hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Thiệt á, ông nào cũng có hột, cũng quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Chị bà, hả? Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. Đôi bạn thân rất thân, niềm thân ai thắm thiết khăn khít bền lâu. Cùng nhau san chia buồn vui, ta bên nhau như sông biển dài. Cùng qua bao nhiêu gian lao, không ngại khó khăn. Nay biệt ly, tôi tìm anh trên bước đi. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề. Biệt ly đêm nay sân ca sương mờ trắng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì, lợi danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim, gượng cười vẫy chào lần cuối. Rồi ta sẽ chân trời đường tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tàu đã khuất xa rồi đây, lâu lại có những kỷ niệm. Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về dần ga vắng tanh, nỗi buồn thương nhớ đến một ngày nào đó ta gặp nhau. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa trao nhau còn đêm mai có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này.
hò chào nhau còn đẹp mãi. Cho bạn, cho rồi đi đâu vậy? Về đây với chú. Vô. Trời ơi, Tấn Bảo và Thái Hà. Có chút xíu mà xách cái vali bự dữ con. Trong đây đựng gì? Ủa sao nhà hèo vậy? Đạo cụ thôi. Rồi, xin mời anh Hồ Việt Trung ạ. Chú chào hai con. Đây là lần đầu tiên chú gặp được Thái Hà. Còn Tấn Bảo thì chú theo dõi con nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đầu tiên mà chú nghe hai con hát dòng nhạc trẻ như thế này. Có thể tặng chú một câu bolero nghe chơi được không? Trời ơi, còn nói gì tặng nữa? Tặng chú một câu luôn chứ. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Đêm nay gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Mưa rừng ơi mưa rừng. Dạ em xin lỗi. Dạ. Tự nhiên khúc này tôi ho à, kỳ thế quá. Mới nói là dòng ca các con quá hay đúng quý vị. Dạ. Tuyệt vời, thích lắm luôn á. Mê không? Đặc biệt mà không biết sao mỗi lần mà nghe các bé mà hát bolero nghe nó người em khó chịu lắm chị. Mê lắm luôn á. Ghiền. Ghiền. Mà đặc biệt là Thái Hà, con là một nhân tố mới trong lòng của chú. Nếu mà con mà theo cái dòng này, tương lai con sẽ rất phát triển với cái dòng này. Cái dòng nghe ngọt chị, nó đã lắm. Còn Tấn Bảo thì chú đã biết con rồi, thì không còn lại gì nữa. Nhưng mà đặc biệt là phải nói là con cũng là rất hợp với dòng này. Và hôm nay thì hai con thể hiện hai bài hát này, chú nói thật sự luôn là rất là tuyệt vời. Không biết là tụi con hát cái dòng này nhiều chưa? Dạ, đây cũng là lần đầu tiên con trình bày trên sân khấu. Lần đầu tiên mà hát hay gì là phải vỗ tay lớn lớn cho hai em. Đó, quá hay luôn. Tấn Bảo hôm nay con bè tốt, tình cảm, dễ thương. Mà Thái Hà mà không biết sao tướng nhỏ xíu mà hơi đau nhiều vậy con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 11 tuổi ạ. 11 tuổi? Trời ơi, mà ông hát hơi quá trời quá đất à. Quá hay, chúc mừng hai con cái mục này nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cái phong độ của tụi con không bao giờ bị tuột. Hát rất là tốt, các con giữ được cái cường độ làm việc như vậy á, các con có được cái ý thức, chính vì thế mà các con mới có thể đi một con đường dài như vậy. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Và cuối cùng là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai anh chàng trên sân ga rồi xách hai cái vali như hai ông cụ non á. Mà Thái Hà lúc đầu đi ra còn hơi khờm khờm, cố gắng đi thẳng lên nha con. Nhưng mà trong bài hát này tụi con có cảm nhận được cái sự chia xa không? Dạ có. Tụi con có bao giờ chia tay bạn bè mà cảm thấy buồn không? Dạ có. Cái bài này là cái bài của chú Lâm Trường hát, cũng nằm trong danh sách hát karaoke quen thuộc của chú cũng như là nhiều bạn bè. Hôm nay hai con diễn trên một cái sân ga thấy dễ thương. Những cái phần ca, phần diễn cô chú đã góp ý rồi. Chú chỉ còn nói là một điều đó là trong cái cuộc sống thì hợp rồi tan, tan rồi hợp. Trong tình bạn cũng vậy, đôi khi mình phải vì một lý do gì đó mình cũng sẽ chia tay và xa những cái người mà mình rất là thương mến. Nhưng mà nếu như có duyên và nếu như mình chúng ta vẫn còn nhiều cái tình cảm thì những cái sự kết nối, những cái sự liên lạc hoặc một cái sợi dây vô hình nào đó trong cuộc sống sẽ đưa đẩy các con lại gặp gỡ những cái bằng hữu. Và hy vọng là hai con ở cuộc thi mình đang hợp, sau cuộc thi mình sẽ tan, mỗi người sẽ có những cái sự nghiệp riêng. Nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ gặp nhau lại một lần nào đó để mình hát cho bạn cho tôi. Chú thích nhất là cái ôm của hai con á. Ôm xong rồi cái hai đứa đi về luôn à. Định không thi vòng sau hả? Không. Trời ơi, tại cái sân ga đó chia tay thôi. À vậy hả? Tại thấy ôm xong đi về tưởng không thi nữa. Trời đất ơi, hành trang là thi vòng trong nữa. Nói giỡn thôi nha. Nhưng mà nãy em nghe cái câu nói của anh nói là đây là một trong những bài hát mà trong danh sách karaoke của Nam. Mà em nói thiệt nha, cuộc đời em thật sự em nói em tiếc, vô cùng tiếc. Em thấy em hối hận mà em thấy em trách em luôn á. Tại sao em chưa nghe anh hát? Em nên phải hối tiếc, tại vì anh Nam hát cực kỳ hay. Anh Nam tặng em một bài về câu ca nha. Bài này á là phải có karaoke vào quán rồi anh em, phải đó, anh cần nhạc đúng không? Bài gì? Thôi. Em cái miệng em làm đờn hay nè. Tăng 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 tăng. Em làm cho anh đoán. Anh ơi, anh hát giùm em bài Tiễn Bạn Lên Đường luôn đi. Ủa em nói gì ta, em quên. Rồi, cảm ơn hai con rất nhiều. Hẹn gặp lại. Cảm ơn giám khảo. Chúc mừng tụi con nha.
Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Cảm ơn các bạn nhỏ, các con đã có một cái phần trình diễn mở màn rất là hay, đáng yêu, đúng không quý vị? Trong không khí này, bên cạnh các con màu sắc rực rỡ thì ban giám khảo ngày hôm nay cũng rất là lung linh. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo ngày hôm nay. Thế cho chú Minh Xù hỏi đây, ai dẫn đầu cái vụ mà hát hò rồi mở màn cái bài ngày Tết quê em này, giơ tay cái coi. Trời đất ơi, quá có cô Đăng Trang với lại cô Tú My rồi. Em giơ theo, em giơ theo, em thấy ai cũng giơ hết. Vậy là coi như là mọi người vui quá, các em vui theo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Minh Xù nghĩ là để rộn rã hơn và các con sẽ có thêm tinh thần để chuẩn bị cho những tiết mục của mình đêm nay. Thì bây giờ mình đồng thanh cái chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chắc là phải hỏi chú Hòa Nhật Nam một tí xíu ạ. Quay trở lại với một tập tiếp theo trong không khí mùa xuân nữa chú. 27 Tết rồi, chú thấy như nào ạ? Hết sức là rộn ràng. Chắc chắn là tất cả những người dân Việt Nam đều sẽ mong chờ một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ai cũng sẽ nhớ về quê hương của mình. Đó là lý do mà tất cả các giám khảo hòa cùng với các bé trong một cái không gian ngập tràn sắc xuân ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Nào, vô trong đi, chuẩn bị cho những tiết mục tối đêm nay. Một tràng pháo tay cho các con. Trời đất ơi, thấy không, vui nhà, vui cửa, dễ sợ. Mà vui hơn hết là nay Tú My quay trở lại với chương trình nữa. Cơn gió nào đã mang em quay về với chương trình vậy em? Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thơm trong nắng vàng. Trời đất ơi, gió mùa xuân cơn mang gió về mùa đúng xuân không? Đã mang em đến đây và một lần nữa vô cùng là háo hức và chờ đợi. Tú My có theo dõi các bạn quá giỏi luôn. Qua từng tập các bạn phải nói rằng lột xác và ngày càng chững chạc. Nên hôm nay là rất là nôn nóng. Chắc chắn sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Cô Đăng Trang ngày hôm nay chắc là đại diện cho cành mai hả cô hả? Rất là rực rỡ trong sắc vàng. Cảm xúc của cô như thế nào cô? Mỗi lần Tết tới là Trang thực sự thấy rất là bồi hồi. Không có cái ngày nào thiêng liêng hơn ngày Tết hết. Ngày Tết là ngày sum vầy, ngày đoàn viên. Nhất là khi mình lớn lên là mình đi làm tất bật. Ba mẹ rất là trông cái ngày Tết để được gặp các con, cả nhà cùng sum vầy bên cạnh nhau. Cho nên đối với bản thân Đăng Trang, ngày Tết vô cùng là ý nghĩa. Và vẫn được ba mẹ lì xì, vẫn được ôm ấp ba mẹ cùng với bốn anh chị em của Trang trong cái ngôi nhà tại Long Khánh. Wow, chị Trang thân mến, không biết là nhà của chị Trang hình như là khách đến cũng được lì xì đúng không chị? Nhắn cho em cái địa chỉ để Tết Nam kéo gia đình em tới ạ. Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ lì xì cho các em, đừng có lo. Nhưng mà nhà chị có cháu nè, có son nè, xíu chị, xíu em. Thôi, là mình cũng bận đúng không em? Mình gửi lời chúc cho nhau được rồi. Tới chắc chắn sẽ bị lỗ thôi. Thế bây giờ là em nghĩ là mình nên có một cái gì đó nó vui vẻ ngày xuân đi. 27 Tết thì là cũng cận Tết rồi. Sẽ có nhiều công việc mình phải chuẩn bị nhà cửa trang hoàng mọi thứ ha. Nhưng mà bên cạnh đó cũng không quên những lời chúc Tết. Thế bây giờ mình làm thơ nhé. Em sẽ mở hàng trước. Mừng xuân Canh Tí, chúc mọi người sẽ luôn luôn hoan hỷ. Em vui chơi không cần suy nghĩ đó. Trời ơi, tiền vô bạc tỷ đó. Tiền ra rỉ rỉ. Và chúc mọi người sẽ được vạn sự như ý. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và với những tà áo dài, Việt Nam của chúng ta sẽ giúp cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Và bây giờ ba chiếc ghế nóng đang chờ đợi ban giám khảo, xin mời. Viết thành thơ đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thương.
Một tràng hót tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Tụi con hát xong thấy sao? Thấy thoải mái. Thoải mái còn con? Dạ con cũng thấy thoải mái luôn. Thoải mái đúng không? Hôm nay dễ chịu dữ lắm luôn. Và đặc biệt là cậu này, cậu ra xong em ngồi dưới tự nhiên cảm giác như giống như Tố My xuất hiện trên sân khấu. Giọng ngọt, dễ sợ ngọt như cô Tố My luôn á. Không, nói thiệt. Cô xin đứng lên lì xì cho tụi con thêm một chặng phố tay nữa đúng không? Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt, bây giờ con hát cái câu đó xong rồi cái cô Tú My hát tiếp câu đó con có giống nhau không? Thử cái câu của con nha. Hai, vô. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Dễ thương quá. Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió, em nói rằng em viết thành thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Hát chung nè, hai, vô. Tôi đứng chờ anh trước sông Thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Dạ rồi. Mùa xuân tới rồi, cảm ơn cô Tú My. Trong cái cảm xúc này mời cô nhận xét luôn. Phải nói rằng là một tiết mục mà Tú My rất là thích. Không phải rằng là vì cô hát nhạc bolero, cô nghe tụi con hát nhạc này cô thích đâu, nhưng mà thật sự rằng là cô nhìn xung quanh ai cũng lặng người để thưởng thức tiết mục của hai đứa con. Hai đứa con hôm nay không phải là thí sinh nữa mà giống như hai nghệ sĩ thật thụ. Hai con sở hữu cái giọng hát rất là ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên hôm nay cô có một cái lời khen nhiều hơn cho bạn Thái Hà. Cô rất là thích cái lối xử lý của con. Những cái nốt của con nó vừa phải, cái luyến lấy cũng vậy. Cô nghĩ rằng là hai con rất là thích hợp với dòng nhạc này và sau này mình phải theo đuổi và phát huy cái dòng nhạc này nha. Thái Hà ơi, cô thích cái chỗ này của con nè. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Con hát nó không có theo một cái mạch như là những người đi trước hát. Những người đi trước là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cái cách ngắt nhịp của con cô rất là thích. Nó sáng tạo lắm mà nó tạo cái cảm xúc cho người nghe. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời ơi, nghe nó yêu làm sao. Cả hai bạn đều đáng khen. Tấn Bảo thì hôm nay giọng con sáng lắm, quá sức là tuyệt vời. Và đối với cô là hoàn hảo. Yeah, cảm ơn cô Tú My rất nhiều. Nhớ cho điểm hoàn hảo luôn cô My nha. Yeah, con 10 nè. Ôi trời ơi, bật mí gì luôn hả? Đây. Trời, được rồi, vỗ tay chúc mừng chứ đúng không? Yeah. Không biết là cô Đoan Trang có cảm nhận như thế nào ngay bây giờ, xin mời cô. Lúc nào hai đứa con cũng đi ra rất là từ tốn, phát âm, xử lý nhẹ nhàng. Cái đó là một trong những cái điểm mạnh của mình. Còn với cái bài này thì cô không có cái gì để mà góp ý cho các con hết. Mọi thứ rất là hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Sau thời khắc giao thừa là chúng ta hay lên vãn cảnh chùa, rồi sau đó là xin cái lộc á, thì cái khung cảnh của tụi con dẫn dắt ra dễ thương lắm. Chú thì thích bài hát này á, là cái đoạn kết á, mặc dù là hai cái bài này thì nó đều nói đến những cái trăn trở, những cái ước nguyện, nhưng mà cái bài hát này kết lại bằng cái câu là xuân mang niềm tin đến. Xuân đến xuân đi. Đó như một cái kết rất là tươi sáng cho những cái giai điệu trước đó, nó có phần tự sự. Chúc mừng hai con đã thể hiện một cái ca khúc mang những cái tâm tư của con người trong mùa xuân, nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có những cái điều rất là tươi sáng. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn nhớ
thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về, nơi mẹ ru nghe thấu đứa con vào với giấc mơ. Bước trên đường đời nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là cả con rồi, tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Năm nay từ mùa xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về đây. Cả tuổi xuân của mẹ là cả con rồi, tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chuyến xe mang về vui cùng đàn con xa, trở về đón xuân đoàn viên. Alo. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về, để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà, nhớ một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô lần lô đồ chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng từ chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để chờ về. Một năm vừa qua bố mẹ nơi xứ lạ dù vất vả, nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng tình mẫu con trở về. Từ những thứ buồn bề, những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Lên tiếng cho con thấy sức mạnh là thứ năng lượng thật chạy chạy, nên con sẽ luôn nhớ về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải chờ. Con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Mà hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy?
Dạ chờ chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm, chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không, cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn của chị. Cũng biết nhỏ xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ, nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con bỏ nhỏ rồi bè cho nhau rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân để cho mình lớn lên, nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện, ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết. Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á.